Cái này chắc chị đưa ra khoảng tỷ 2 chị mới bán. Anh thích cái đuôi rồi Phú. Cái đuôi nó dễ thương em. Đuôi hay ha. Cái cây này là nó tên nó là cây gì vậy chị? Nguyệt quế cưng. À nguyệt quế dạ. Chị là sở hữu cây này lâu chưa chị? Nay khoảng 2 năm rồi. Đó, chị thấy cái ông đó ổng chơi đó bonsai ông già đó. Rồi cái chị xuống chị năn nỉ, chị Vĩnh Dũng năn nỉ là mua lại. Ổng muốn để chơi ổng chưa chịu bán nữa. Rồi chị Vĩnh Dũng năn nỉ ghiếc thì ổng bán. Là cái cụ mà ở cái lại đó hả? Không, cái này với bánh tre chợ Lách. Chị xuống với chị thấy, chị đi mua kiển, chị thấy, chị đi ngoài chị thấy trong sân á. Dưới đất á, rồi cái chị Vĩnh Dũng vô đại giàu lắm. Chị Vĩnh Dũng vô đại hỏi mua. Thì ổng nói là ổng không bán không để chơi, rồi anh Dũng nói là con ham quá thôi chú để lại cho con đi. Thì ngồi uống trà ổng mới mời vô uống trà rồi nói với lắm. Ổng nói thôi vậy là chú có duyên với tôi rồi. Thôi thì kệ tôi để cho chú chơi mà chú một lần này là chú ba tôi bán cho chú là con, mà chỉ có mình chú là tôi bán kiển ra cho chú thôi. Ổng nói vậy đó. Nên anh Dũng về á là mới vô chậu mới cắt sửa lại, chứ hồi xưa thì ổng cũng như là nuôi dưới đất thôi chứ ổng có cắt sửa thành phẩm. Đó nên giờ anh Dũng về mới sửa lại thành phẩm mới đẹp. Thì 2 năm trước là chị mua cái cây này giá bao nhiêu chị chia sẻ được không? Cây này hả? Hồi xưa đó là chị mua là 400 mấy à. 400 mấy chục triệu á. Thiệt luôn á hả? À. Trời ơi, hồi đó chịu chơi chứ hả? Bảy cây này anh Dũng bên ngày kiển anh biết cây này nó có giá trị, cứ hiểu không? Dạ. Nhưng mà cái cuộc mà mua bán thương lượng đó là chắc là giá 400 mấy thì ban đầu cái ông kia cũng không chịu bán hả? Đúng rồi. Tại vì cái cây này nó tới 181 hoành lần á, bà bông sai mà mấy cây nguyệt quế đỏ bay mà. Cây này là dáng bay. Thì là chị phân tích kỹ hơn cái vẻ đẹp của nó mà chị tâm đắc là nó như thế nào? Như nó có cái dáng, thường thấy không, đế nó cũng đẹp nè ha. Rồi dáng nó cũng đẹp mà cái thân nó là khía bẹ luôn. Nên cái cành bay của nó cũng lắc luôn. Lượng lắc luôn đẹp. Chi nó cũng đẹp luôn. Nên chị mua ra rồi ra xe là người ta chia lại mà chị không có bán. Tại vì mua là có người chia lại liền. Đúng rồi, ra xe là có người hỏi lại liền. Mà anh Dũng anh không có bán thì anh đang mê quá. Mà hỏi với giá bao nhiêu à? Thì nói giờ mua nhiêu thì cho lời chừng mấy chục vậy đó. Thì ở dưới cũng biết giá mua rồi. Cho nên anh Dũng anh không chịu. Anh nói thôi anh đang mê quá anh chưa có bán. Nên hôm đó chị đi có đi hội chợ ở Tinh Đồ Lửa, ngay nhà thờ Tinh Lửa đó. Có ông anh ổng ở ngoài Hà Nội, ông vô ông tả là cây này 600 mà chị với anh Dũng là chưa có bán. Tức là mà đi triển lãm hội chợ thì có một người ở Hà Nội là trả 600. Đúng rồi. Hôm qua nó trắng thơm lắm á, nguyệt quế. Cái mùa này chắc không phải là mùa hoa hả? Tại vì cưng không biết sao nó cũng ra thường lắm nên anh Dũng cắt tỉa sửa cho nó đẹp á, nó ra cho nó cái chi nó mâm nó đầy nó đẹp. Chứ cưng để bông hoài nó đâu có ra chi mà mình làm chi cho đẹp đâu. Hai vợ chồng chị là có vẻ đam mê cây cảnh hả? Đúng rồi, chị mê còn hơn ảnh á. Đi mua là chị với anh Dũng đi không á. Như cây xanh chị nói anh Dũng hoài à. Tại vì chị nói anh Dũng cây xanh em chưa chịu bán đâu. Tại vì chị hôm đó chị cũng đi với anh Hoàng thấy mấy đứa trẻ đó. Thấy tội nghiệp quá, rồi anh Dũng gì anh nói vậy, nó thôi kệ đi. Mình thấy tội nghiệp quá, chị cũng cầu xin cho chị có tiền, chị cũng đi làm mấy vậy đó. Thấy tội nghiệp quá, chị lên thấy chị không nói chị khóc luôn. Chắc là đi làm từ thiện thấy nhiều đứa bé nó còn khổ cực. Đúng rồi, bất hạnh không cha không mẹ mà, tội lắm. Trong khi mình lại để những cái cây này dáng đẹp rồi chỉ ngắm thôi cũng phí vậy hả? Phí, đúng rồi, chị phải làm từ thiện thì mình cũng có cái đức cái... Vậy thôi thì trên kênh Độc Lạ Bình Dương đó, chị hô bán đấu giá cái này luôn đi. Giá thử nghiệm chị đưa ra luôn đi. Cái này chắc chị đưa ra khoảng tỷ 2 chị mới bán. Tỷ 2, thí dụ như 1 tỷ 2 á, là chị bán cho lấy 1 tỷ, còn 200 chị từ thiện. Nhưng mà bên kênh em chỉ chấp nhận làm từ thiện trong cái trường hợp là cái số tiền nó cũng như 200 á, chị nó làm từ thiện là chị và người mua và em là công khai cùng đi, em ghi hình luôn cho cộng đồng coi. Rồi, đúng rồi. Là một số nhân vật mà đã từng xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương của em á, những người mà có hoàn cảnh đau khổ á, là em sẽ chỉ định là nếu mà chị đồng ý giúp họ thì em mới hỗ trợ đưa cái thông tin đấu giá cây này lên. Thì chị chấp nhận, mà chị thấy chỗ nào mà đời bất hạnh mà thấy khổ thì chỗ nào chị cũng giúp hết. Chị cầu xin Chúa cho chị có tiền thì chị giúp hết, cũng có tiền giúp hết được chị cũng giúp.
trong cái vườn cây của chị này có mười mấy hai mấy chục cái cây luôn, thì chị khoái nhất là cái cây nào? Chị theo tông phái chị là cây xanh à? À, cây xanh này hả, là chị khoái nhất? Khoái nhất là cây xanh. Cây xanh mà liên tục mọc ra những cục lọc là chị khoái nhất? Đúng rồi. Xong rồi tới cây này hả? Đúng rồi, tới cây nguyệt quế. Phải rồi, hồi xưa giờ chị với anh Dũng đi mua cây chứ mười mấy năm rồi đó mà chưa thấy cây nào mà nó đập như cây xanh với đẹp như cây quyệt quế này. Quyệt quế mà bonsai không biết bay đổ đồ hàng mà tâm mấy hoành là hiếm lắm. Còn thí dụ như 100 mấy hoành nghĩa là cái chu vi của gốc cây đó. Đúng rồi, cái thân của nó vậy là hơn 100 cm. 101 hoành. Một hoành là 1 cm đúng không ạ? Đúng rồi. Mà cứ thấy ông đế đẹp nó lượt quế đế đẹp là khó kiếm lắm. Cái nó giống như là một cái dòng thác đổ xuống ha. Đúng nó, rồi. Mà nó bẹ nó khía vậy nè. Rồi cái cành cái chi của nó ra cái cành ra nó lắc luôn. Nó bẹ mà nó lắc luôn, cành bay của nó. Cái dáng này mình gọi là dáng bay hả? Bay. Dạ. Với nó già, cây nó già, nó đẹp. Cây này chị theo chị đoán là cái tuổi thọ nó là bao lâu ạ? Cây này chắc khoảng chúng khoảng cả trăm năm á em. Trăm năm. Dạ. À. Còn cái cây xanh kia? Cây xanh này thì chừng mấy chục năm mà chứ không. Cây này không làm được. Dạ. Cây này thiên nhiên ban tạo cho nó này em. Dạ. Em thấy không? Wow, lạ quá, nó giống hình đứa con gì nè? Giống hình con kỳ lân. À, kỳ lân. À, là con kỳ lân này là nó ăn nó không ỉa nha em. À, anh thích con này hơn. Thì anh nghe người xưa nói vậy á, là người ta thích con kỳ lân là con này. Em thấy không? Đâu ai tạo nó được, thiên nhiên tạo cho nó thôi. Cái dáng này ai đâu có ai gọt đẻo đâu. Không. Bốn chân luôn. Bốn chân. Một đuôi luôn em, có cái đuôi luôn. À. Ủa, cây này mới độc nè. Cây này có ai trả giá chưa anh Dũng? Tụi nó bán 85 triệu anh chưa bán em. 85 triệu anh chưa bán hả? Đúng rồi. Cây mai vàng, nhưng mà hình là giống như kỳ lân. À, cây mai vàng. Có bốn chân rõ ràng. Dạ. Xù. Có đuôi đang luôn. Xù nè em thấy không? Có đuôi luôn nhỉ. Nhiều đuôi đồ, mình đang lên xù. Cây này bông đẹp, dạ. Nó giò cẳng đều. Đó, em thấy anh thích cái đuôi vậy Phú? Dạ. Cái đuôi nó dễ thương em. Đuôi hay ha. Ừ. Cây này là thầy mà bắt là không biết nghệ gì mới sửa được luôn. Không có sửa này thiên nhiên tạo em ơi. Thiên nhiên tạo trăm năm luôn hả? Đúng rồi em. Chứ đâu ai làm được này em. Nhưng mà chỉ là uống cái đuôi nè đúng không? Đúng rồi. Phần những cái phần này á, là mình có uống, còn những cái phần này là không có. Dạ. Thật sự là đặc biệt không có, nhưng mà cái này là cái linh xù nè, anh nhìn cái lỗ tai đó. À, có lỗ tai luôn, đọc chứ. Trong cái làng mà chơi cây cảnh nghệ thuật này á, nó phong phú lắm em. Với cái đầu óc ta trù tượng, hình tượng. Ví dụ như em thích con kỳ lân ra kỳ lân, mà em thích sư tử ra sư tử. Nó là vậy em. Nhưng mà được con cái là không có bàn tay con người sửa chữa mà thiên nhiên tặng cho mình. Bây giờ anh ơi, cái cây này em nhìn vô em cũng rất là khoái. Bây giờ anh có bán không? Không, cây này anh cũng bán em, nhưng mà bán giá khoảng 130 anh mới bán. Tức là cây mai à, hình kỳ lân. Đúng rồi. Anh Dũng đây sẽ bán 130. Nhưng 130 chắc cũng dành ít làm từ thiện nha. Dạ, đi đi chứ em, anh bán thì anh cũng phải ngắt ra khoảng 50. 50 đi làm từ thiện. Thì nếu bà con cô bác nào cảm thấy khoái cây mai mà có gốc hình con kỳ lân này thì trả 130 và sau đó dành trong 130 đó thì dành 50 triệu sẽ kết hợp với anh Dũng đây, hai người đi làm từ thiện sẽ được tên Độc Lạ Bình Dương chúng tôi ghi hình. Em cũng rất khoái, nếu mà em có 130 em đưa luôn cho anh em lấy cây này. À, cây này nó hiếm lắm em, tại vì cây này thiên nhiên tạo ra mình cũng tạo được. Tết nó có đào hoa không anh? À, năm nay anh tính không có để cho nó ra hoa em. Năm để anh làm lại cho đẹp, năm sau mình đem vô mình chơi. Nhưng mà chưa? Nó đã từng ra hoa chưa? Ra hoa nhiều lần lắm mẹ. Hoa nó là hoa vàng anh hả? À, hoa mai vàng. Này là cây tự nhiên quên tiêu cái đi. Tầng thăng. Tầng thăng. À. À, cây này nó không có hoa, nó chỉ lá với cành nó thôi chứ nó không có ra hoa. Cây này chị có bán không? Cây này thì ai mua được chị bán. Bán bao nhiêu chị? Cây này chắc chị bán chừng 70 à. 70. À. Dạ, còn cái cây này? Còn cái cây sộp này thì khoảng 400 chị mới bán. Trời.
Dữ vậy hả? Ừ, ra chợ ngay chỗ nhà thờ Thánh Lửa, đường Vận Trong đó. Là ta tả chị 350 rồi, chị chưa bán. Tức là chị thích nó là vì những cái đặc điểm gì ạ? Vì rễ nó nè, với thân nó, chi của nó, rồi nó già. Rễ nó cũng đẹp, nó vấn 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 vậy nè. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.